Mỹ tin rằng binh sĩ Nga rời khỏi thành phố Kherson, Ukraine theo cách tương đối có trật tự, không hỗn loạn như một vài đợt rút quân trước đây. Theo Reuters, ngày 14 tháng 11, một quan chức quân sự cấp cao giấu tên của Mỹ tiết lộ, chúng tôi đánh giá rằng đây là một đợt rút quân tương đối có trật tự. Tại Kherson, sau niềm hân hoan chiến thắng, người dân Ukraine hiện đã bắt đầu phần việc nặng nhọc, tái thiết lập nguồn cung điện, nước và dò phá bom mìn còn sót lại của lực lượng Nga. Giám đốc cảnh sát quốc gia Ukraine Igor Klimenko mới đây thông báo 182 thị trấn và ngôi làng ở Kherson đã nằm trong tầm kiểm soát với sự hiện diện gia tăng của cảnh sát Ukraine. Ông Klimenko thừa nhận giới chức nước này đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân ở Kherson. Vẫn còn nhiều phần việc phải làm, đặc biệt là nhóm xử lý bom mìn cần rà soát mọi tòa nhà hành chính, cơ sở hạ tầng để đảm bảo cho người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường ở Kherson. Ông Klimenko khẳng định, đồng thời cho biết thêm, cảnh sát Ukraine sẽ tuần tra các đường phố bất kể ngày đêm. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thủ phủ Kherson vào sáng 14 tháng 11 giờ địa phương để tham dự lễ thượng cờ và trao huân chương nhà nước cho binh sĩ. Ông Zelensky đồng thời tuyên bố 400 tội ác chiến tranh được cho là bị vi phạm bởi các lực lượng Nga trong khoảng thời gian 8 tháng kiểm soát khu vực đang được điều tra. Trong khi đó, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14 tháng 11 xác nhận Nga và Mỹ đang đàm phán ở Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa quan chức hai nước kể từ khi xung đột nổ ra tại Ukraine. Cuộc gặp là sáng kiến của phía Mỹ, ông Peskov nói với TASS nhưng không tiết lộ thành phần tham gia cũng như chủ đề thảo luận. Theo báo chí Mỹ, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, ông William Burns đã gặp chỉ huy tình báo của Nga là ông Sergei Naryshkin. Reuters cho hay, ông Burns cảnh báo Điện Kremlin về những hậu quả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân.